Hôm nay Tuấn Motor giới thiệu cho anh em chiếc Rebel nha, 125 mẫu nhỏ nha. Dòng xe mẫu nhỏ nha, Rebel 125 hai máy mẫu nhỏ tem vàng luôn, đời 3 tháng đĩa. Đời tem vàng nha. Đời tem vàng anh em để ý, đời tem vàng 3 tháng đĩa nha. Xe còn rất là đẹp, mới 90 mấy phần trăm lần, rất là ok. Một 125 mẫu nhỏ nha, đời 3 tháng đĩa tem vàng nha, rất là rinh, xe còn nguyên rinh luôn, chưa có sửa chữa chưa làm gì hết, máy rất là chắc chắn, chạy rất là ok. Anh em nào lớn tuổi nha, nhỏ con hoặc chân cẳng yếu đồ á, thấp bé đi máy dòng này rất là tốt. Vì lúc mình đam mê mô tô mà mình nhỏ con có mình không có chọn được chiếc xe nào hết, với chiếc Rebel này là sự hợp lý nhất rồi, chạy rất là nhẹ, sử dụng rất là dễ, hộp số nó 5 số. Một trước 2, 3, 4, 5 móc lên rất là dễ sử dụng. Đó, côn tay rất là nhẹ luôn. Đó. Cực kỳ lợi xăng, nói chung chạy tầm 35 cây số 1 lít xăng. Đó. Xe rất là đẹp nha, đời tem vàng nha, mâm đũa nhiều cây nha, anh em nào để ý nha. Xe này mua về chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm một cái gì nữa hết. Những xe bên em bán ra là chỉ có về sử dụng thôi nha, không cần làm bất kỳ một cái gì nha. Xe còn rất là đẹp. Máy móc ok nha, máy rinh nha, chưa sửa chữa chưa làm gì nha. Máy rinh luôn nha anh em, để xíu nữa em sẽ tới cái máy nổ cho anh em nghe, rất là ok. Cẳng dựa đồ đầy đủ, vô bọc 3 tháng đĩa, hai đĩa trước một đĩa sau, chạy xa rất là tốt, ok không sao. Anh em nào lớn tuổi đi mấy dòng xe này là rất là hợp tình, rất là hợp lý luôn. Thời trang nữa, xe đầy đủ, chẳng chống đổ rồi là còn nguyên hết. Đó. Rất là mới, rất là đẹp, lắp máy rồi còn là đẹp, dàn xi rinh luôn, nó bình xăng này còn rất là sáng. Máy dòng mẫu nhỏ chạy rất là nhẹ nha, chạy ngay tiếng máy nó êm lắm, vô ga là nó giọt liền, rất là nhẹ. Nên anh em nào mua máy dòng mẫu nhỏ thì đừng có bỏ lỡ chiếc xe này. Nếu như anh em bỏ lỡ chiếc xe này là sự hối tiếc không, vì xe quá đẹp. Nước sơn nước đồ rất là đẹp luôn. Anh em để ý nha, những dòng Rebel này anh em nên đổ xăng 95 nha. Đó. Nên sử dụng xăng 95 nha anh em. Đồng hồ nè, đồng hồ vẫn còn lên đầy đủ, mới cái 9.000 cây luôn đó, quá chuẩn. Để xí nữa em tới tiếng máy nổ anh em nghe nha, 5 phút rồi đây nhận sẽ tới tiếng máy nổ. Vì giá của nó là 41.500 nha anh em, giá của nó là 41.500, anh em nào mua thì chốt giá cho em số điện thoại là 0369 nha, 669659 nha. Rebel 125 mẫu nhỏ quá đẹp luôn, hồi đó đến giờ chưa có chiếc xe nào đẹp như vậy luôn. Đó, nên anh em nào mua mẫu nhỏ thì đừng bỏ lỡ cơ hội xe này, gọi điện cho em liền số điện thoại là 0369 669659 để chốt giá chiếc xe này em giữ lại cho anh em luôn. Anh em nào nhanh tay thì còn nha, chậm tay thì hết luôn. Đó, bên em còn rất nhiều dòng Rebel 125, 150, 170. 170 cách nước cũng có luôn. Đó, anh em nào nhanh tay thì còn, gần Tết rồi, lệ tay lên, nắm điện thoại lên bấm số liền 0369 669 659 liền, alo gặp Tuấn Motor để tư vấn về xe nha. Rất là nhiều dòng xe Rebel, anh em nào muốn tư vấn về dòng xe Rebel thì cứ liên lạc cho em, em sẽ nhiệt tình tư vấn, có gì thì em ấy tư vấn cho anh em biết. Rebel 125 mẫu nhỏ nè, xe còn mới 90 mấy phần trăm lận, ok. Xe rất là đẹp. Dòng xe này dành cho những người lớn tuổi nè, những người nhỏ con, chân cẳng yếu đi mấy dòng xe này rất ok. Cà phê, cà pháo rồi vô tư luôn, về kiếm thêm một con vợ nhỏ nữa cũng được nữa. Anh em nào mua thì nhanh tay và chốt giá nha, vì xe quá đẹp nha. Xe còn rất là đẹp luôn.
em nào có bán xe gì muốn đổi xe gì alo cho em nha. Anh em nào có xe mô tô gì muốn bán thì alo cho em. Số điện thoại là 0369669659 nha. Hoặc chạy tới cửa hàng em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Được giá cả hợp lý là em mua nha. Giấy tờ rất là đơn giản thôi. Đó, anh em nào có xe nào bán thì alo cho em. Địa chỉ của em là 262 nha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Hoặc tới hoặc liên lạc cho em số điện thoại là 0369 nha, 669659 nha. Bên em mua bán xe rất là uy tín, rất là nhiệt tình luôn. Xe bên em, khi mà anh em mua xe bên em là có phải suy nghĩ luôn. Rất là ok. Máy móc rất là chuẩn, vì những xe bên em mua về là bên em canh chỉnh vô dầu mỡ rồi sạch sẽ kỹ càng hết cho anh em đi nha. Không có giống như mấy cửa hàng khác nha. Những ai mua xe bên em rồi sẽ biết, mua về chỉ có việc sử dụng thôi, rất là uy tín. Nhớt nho đồ là bên em thay hết. Dầu mỡ vô bánh biết canh chỉnh thắng thiết và đầy đủ ok hết cho anh em. Anh em chỉ có việc mua về sử dụng thôi chứ không giống như mấy cửa hàng khác. Mấy cửa hàng khác chỉ có mua về rồi bán chứ không có biết sửa biết gì hết trơn. Rồi khách mua về nhiều người, em để ý rồi, nhiều người mua đâu xe đâu á, về chạy đâu có được đâu. Rồi đem tới chỗ em canh chỉnh giùm. Vậy em mới biết thôi. Gần Tết rồi, anh em nào mua xe thì liên lạc cho em nha. Hoặc anh em nào bán xe thì alo cho em. Bên em chuyên thâu tất cả các dòng mô tô nha. Đây là Rebel 125 mẫu nhỏ nha, dành cho những người lớn tuổi nè, những người nhỏ con nè. Mua gì cà phê, cà pháo nè, rất là tốt luôn. Sử dụng rất là nhẹ luôn. Mấy dòng mẫu nhỏ chạy rất là nhẹ nha. Giác đồ, dựng chống đồ rất là dễ. Không có nặng nề như mấy cái dòng khác nha. Nên anh em nào mua thì đừng, anh em nào mua thì đừng Rebel mẫu nhỏ thì nhanh tay và gọi điện cho em số này liền ha, để chốt chiếc xe này. Vì xe này còn rất là đẹp luôn, mới 90%+ lận. Máy móc nguyên riêng, anh thấy tiếng máy nổ nhiều lúc luôn. Bật quá nãy giờ rồi. Máy móc rất là êm. Ga đầu nội rất là chuẩn. Vì máy móc bên em là những xe đẹp không? Nên máy móc rất là chuẩn, rất là ok. Cái phone xe rất là đẹp luôn, còn đầy đủ hết, không thiếu một cái gì nha. Xe mới sao là giờ nó như vậy luôn, không có thiếu bất kỳ cái gì luôn. Chống đổ rồi, cản dừa rồi, kiến hậu kiến đồ là ok hết. Xe nhông dĩa còn rất là mới luôn. Anh em mua về đây nguyên riêng nha, nhông xe dĩa là nguyên riêng nha, chưa có thay luôn nè. Nhông xe dĩa là vỏ bánh là nguyên riêng nha, chưa có thay, chưa sửa chữa gì hết nha, rất là ok. Tiên vào rồi nhìn rất là đẹp luôn. Tem nè, anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên em nha, để Tết có chương trình khuyến mãi tặng cạc điện thoại cho anh em nha. Nên anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh giùm em nha, để Tết bên em có chương trình khuyến mãi tặng cạc điện thoại cho anh em. Những nào đăng ký bên em nè, những người anh em nào mua xe bên em nè, anh em nào bấm đăng ký rồi thì bấm like và chia sẻ giùm em nha, để Tết có chương trình khuyến mãi tặng cạc cho anh em nha. Tết bên em có chương trình khuyến mãi tặng cạc cho anh em, nên anh em nào chưa đăng ký kênh hoặc anh em nào đăng ký kênh rồi bấm đăng ký, rồi anh em nào bấm đăng ký rồi thì chia sẻ hoặc like giùm em nha, để em cảm ơn rất là nhiều. Và Tết em có chương trình khuyến mãi luôn. Rồi xin chào.